Hello nè em. Chúc anh em buổi sáng vui vẻ nha. Chúc mọi người bữa nay ai cũng mua mau bán đắt nha. Thì sáng nay mình sẽ xin giới thiệu về cho anh em nào mà tìm xe xì bo mà 110 hoặc là 98, 120. Thì bữa nay cửa hàng mình còn được vài em xì bo. Xì bo 110 là 2 chiếc và xì bo 98, 120 nha anh em. Và xe chia 207. Thì anh em nào có nhu cầu thì alo nha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái công việc là sẽ giới thiệu đến những anh em mình những cái xe mà cửa hàng đang có nha. Mà đặc biệt là mấy bữa trước thì hàng chưa có về, thì anh em mình hay hỏi mấy cái xe xì bo 110 hải quan chính ngạch. Thì hôm nay thì mình sẽ quay cho anh em mình những cái xe xì bo 110. Thì lát rảnh thì mình cũng sẽ review cho anh em mình coi cái xe mấy cái mô tô nha anh em. Đây là sản phẩm cửa hàng mình đây. Anh em nào có nhu cầu về xe SH thì cũng xin liên hệ nhá. Mình còn SH thì có tất cả các đời là 2009, 2010, 2011, 2012. Còn số máy 2012 mà đăng ký 2013 mình cũng có nha anh em. Đấy. Có những con xe rất là chất lượng. Thì kể cả ví dụ anh em nào có muốn chơi biển số đẹp, có duyên thì cũng alo mình. Ví dụ con này nè, 18839, đấy, số đẹp. Và đây là xe chia, em xe chia, một trong những xe dòng xe đẳng cấp của hai thầy, xe chia 207 nha anh em. Đấy, anh em nào chơi những cái biển số nè, 88288, đấy, quý quý, xe SH Việt Nam nha anh em. Đấy, mình còn nhiều em xe chất lượng nha. Đây. Thì trở lại với chủ đề sáng nay, thì mình xin giới thiệu cho anh em mình là bữa nay là mình sẽ quay review trực tiếp cái xe 98 nha. 98 xì bo 102. Đây là F124 nha anh em. F124 là xì bo 102. Xì bo 102 là nó sẽ là F124. Thì đời 98 là nó từ 21 đầu đến 28 đầu nha anh em. Con này là cuối 98. Con này là cuối 98. Cuối 98 số máy của nó là 28 đầu. Thì trong cặp vẹt nó thì đăng ký 99 cũng không quan trọng nha anh em. Quan trọng mình bán đúng cái số đầu thôi. Bán một cái xe xì bo nó cũng giống như bán một cái xe xe rim Thái là một cái thác cái đời đó. Thì quan trọng là đúng, bán đúng số đầu, bán đúng số seri. Thì con này thì mình sơn si dọn mới nguyên chiếc nha anh em. Đó là vàng đấy, vàng không mới nha anh em, đèn đồ mình cũng thay mới rồi. Đấy, đèn mình cũng thay mới, dàn áo mình thay mới, dọn mới từ trong ra ngoài nha anh em. Đồ xi, đồ là mình sơn xi cho nó mới là nha anh em, rất là mới. Xe này thì đi cặp vỏ mà trên lên xịn mâm chứ không có xài bánh căm nha anh em. Dàn áo mới, đây thì mình dọn mới từ trong ra ngoài. Đấy, mình dọn mới, con xe mới tinh nha nè. Đấy, còn riêng mình bán thì bao đúng đời, giấy tờ đồ ngay chủ, chứng giấy sang tên hợp lệ, hồ sơ đầy đủ nha mọi người. Máy móc thì cái xe này thì mình lấy về thì
thì anh em chỉ có đổ xăng chạy thôi chứ không có làm gì nha mọi người. Đây cặp vỏ máy trên lên xịn. Đây thì mình đã dọn máy hết rồi nha anh em. Đây xe này thì 98 28 đồng cuối 98 nha mọi người, thẻ đăng ký 99. Xe này thì giấy tờ thì hải quan chính ngạch, xe này hải quan chính ngạch nha anh em, hải quan chính ngạch, hồ sơ đầy đủ nha anh em, hồ sơ đầy đủ, bao cho anh em là hồ sơ đầy đủ. Số khung số máy zin, hồ sơ đầy đủ, cái gốc gác đầy đủ. Đây thì mình bán thì mình bao cho anh em là giấy tờ hợp lệ, nếu mà giấy tờ không hợp lệ thì mình trả lại đủ tiền nha anh em, cho nên là anh em mình yên tâm mấy cái vấn đề về giấy tờ. Ôi cái xe này thì chắc để mình sẽ cho anh em mua cái bộ mới thay vào, tại vì cái bộ này nghe cũng hay nhưng mà nó cái lon này nó không có được hay anh em, cho nên chắc là mình phải thay cái bộ mới cho cái xe nó xuất sắc hơn nhá. Thì 98 thì zin của nó đồng hồ có 2 kim nha anh em, nhưng mà lên được đồng hồ 3 kim rồi. Thì ngoài xì bo ra thì mình còn vài em mô tô xe rất là keng nha mọi người. Thì hồi nào mình sẽ review cụ thể, ví dụ như em này là Rebel 300, xe rất là mới, chỉ có 2.000 cây hơn tí thôi. Này thì anh chủ anh chỉ có xe zin hết, xe keng nhưng mà anh chỉ có thay cái yên thôi. Ở đây những ví dụ em CBF, CBF chỉ có hơn 1.000 cây, CB650 thì em này cũng chỉ có 1.000 mấy cây đó. Đây là FZ đó. Rồi thì nếu mà anh em nào mà có nhu cầu, nếu mà ở gần thì ghé cửa hàng Ly Sibo ở địa chỉ 829 Lương Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, có nhu cầu ATH, Hamoto hay là Sibo gì đó thì đăng ký kênh ủng hộ em, like và comment góp ý nha anh em. Đấy, để em có động lực em sẽ cập nhật những cái sản phẩm rất là chất lượng đến với anh em người tiêu dùng mình nhé. Rồi xin chào, hẹn mọi người ở clip sau nhé. Bye bye, xin chào mọi người.